Rồi chào bà con mình nha. Anh em có thấy những gì như em đang thấy không anh em ơi? Xe bít bãi, quá trời xe luôn. Thì hôm nay cũng là ngày tốt, cũng rất là cảm ơn và trân quý những tình cảm anh em anh nha. Đó, rất là nhiều anh em ở phương xa ủng hộ. Sớm về được anh em ở Sài Gòn, anh em Bình Dương với anh em ở Tiền Giang qua ủng hộ được 3 xe rồi anh em. Hôm nay là ngày tốt mùng 8 nha. Mấy anh em cũng đang coi xe bít nè. Xe bít này mà đăng lên có nhiều anh em nó sẽ bán giá cao, tiền nào của đó mà em bán có thể cao hơn những xe khác 50 triệu tại vì xe cộp. Đó. Hết chỗ để luôn rồi, quá trời luôn rồi. Anh em tha hồ qua lựa chọn lái thử chạy thử với em Thịnh nha. Đó, City Civic, Civic. Quá trời luôn. À, đây là một sân chơi cho anh em và có rất là nhiều dòng xe đảm bảo với anh em mà luôn, cả miền Nam luôn. Không có ai mà bán ô tô kiểu giống em hết. Người ta có thể người ta là chuyên xe taxi, chuyên xe lướt, chuyên xe gia đình. Còn em là như một cái chợ, xe cỏ, xe lớn tiền, xe lướt có, xe chạy 15.000 cây số có, xe chạy 100 mấy ngàn cây số có, xe chạy dịch vụ có, rồi xe taxi có, rồi xe ráp cũng có luôn, rồi xe cọp cũng có luôn, rồi xe bản đủ cũng có, bản thiếu cũng có. Nói chung là bên mình máy xăng, máy dầu 7 chỗ, 4 chỗ gì cũng có, tại vì mình bán là số lượng lớn anh em ha. Mình bán hàng trăm ô tô cho nên là rất là nhiều dòng xe, rồi xe mà thể thao, rồi xe kiểu hiện đại, rồi xe hai cửa cũng có, rồi xe Đức cũng có, xe gì cũng có hết trơn. Xe lướt, xe cộp mà cặp chất cũng có luôn. Đấy, anh em qua lựa lái thử với em ha. Đó, anh em tha hồ chọn để hồi sớm chống được cái lỗ bên này. Cái lỗ bên này thì khách mới lấy rồi. Đó. Bây giờ thì còn cũng khá là nhiều ghét chất nữa nè, số tự động nữa nè. Đó, Vios dịch vụ nữa nè, dịch vụ taxi giá rẻ 160 triệu hơn nữa nè. Vios cộp bên đây nữa nè. Đó, nhiều lắm. Tí xíu mình sẽ lên sóng mình quay con xe Tucson. Tucson này với con gì ta? Tucson Karen qua lên sóng rồi. Tucson này về được mấy hôm rồi nè. Tucson này mình chưa quay, mơ quay nè, tí xíu chiều nay quay nè. Có 300 hơn thôi. Đó, Tucson rất là đẹp anh chị ha. Karen cộp 215 nữa nè. Y10 lướt nó kìa, bản đủ nè. Tucson tí xíu sẽ lên sóng cho anh em mình xem á. Xe thì thật sự rất là đông anh chị. Anh chị em mình cứ qua lựa đi, chạy thử đi, cho nợ, bán thiếu, giao lưu bù trừ, cho nợ từ 10 triệu đến 80 triệu, em không lấy 1.000 lãi anh em nha. Không lấy ngàn lãi nữa hết. Rồi cảm ơn nha anh trai, mai gặp. Civic này cũng mới về nè anh em. Một con Civic này mình bán bằng với một con xe màu vàng, nhưng mà xe màu vàng mình bán là 298 triệu, nhưng mà xe này mình bán chỉ 248 triệu, rẻ hơn 50 triệu, cũng là một chiếc xe y chang vậy luôn. Nhưng mà xe kia cao hơn 50 triệu, quay có nhiều anh em mình không biết, mà anh em mình cứ lên nói thịt bán mắc, thịt bán rẻ. Thật sự do anh em chả biết gì. Đấy. Innova đời mới mẫu này mình còn 3-4 xe nè. Vios mẫu này mình cũng còn 3-4 xe. Tha hồ anh em qua lựa, qua lấy thử, qua chạy thử nha. Mẫu này XI nè, Brio nè, Mitsubishi gì tùm lum đó, Adventure, Audi của mình đang đi đó nè. Rất là đông xe. Mẹt cỏ nè, mẹt cỏ đời ngày xưa đó nè. Y10 bản đủ đó nè. Tha hồ anh em lựa chọn nha. Qua số 0866-678-971, 0834-33-3371 nha. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh. Anh em nào muốn xem nhiều hình hơn thì cứ vào Facebook bấm Thịnh Mắt, bấm theo dõi để cập nhật nhiều video từ em Thịnh Bến Tre. Rất là nhiều xe tại Thịnh Bến Tre đang ngồi đợi và chờ đón anh chị em mình. Đó, cảm ơn anh chị em mình nhiều nha.